Voi rừng liên tiếp về nương rẫy phá hoại cây trồng, rượt đuổi người dân, nhưng cơ quan chức năng ở Đắk Nông vẫn chưa đưa ra phương án giải quyết vấn đề. Sáng nay, chính quyền địa phương vừa có báo cáo gửi các ngành chức năng về việc voi rừng xuất hiện ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Mới đây nhất, khoảng 4 giờ ngày 6 tháng 9, hai con voi rừng xuất hiện và phá hơn 2 sào đậu, bắp và xoài của gia đình ông Đinh Văn Cảnh, thôn Ba Tầng, xã Epo. Trước đó, rạng sáng ngày 4 tháng 8, có hai con voi rừng xuất hiện tại khu vực trồng cao su của một doanh nghiệp rồi rượt đuổi, khiến cho nhiều công nhân đang cạo mủ cao su tháo chạy. Từ đầu năm 2020 đến nay, đã có hơn 10 lần voi rừng xuất hiện tại vườn rẫy, khu dân cư, phá hoại cây trồng của người dân trên địa bàn xã Epo. Mặc dù địa phương đã nhiều lần gửi văn bản báo cáo tới các cơ quan chức năng về thực trạng voi rừng về phá hoại cây trồng, đe dọa tính mạng người dân, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sự giúp đỡ, phương án xử lý. Những con voi rừng này từ vườn quốc gia Gióc Đôn, tỉnh Đắk Lắk qua để tìm kiếm thức ăn. Điều đáng lo ngại là những con voi này rất hung dữ, rượt đuổi người mỗi khi bắt gặp.